Hồng Vân hốt hoảng, Tấn Bèo đau xót nhận tin nghệ sĩ Tú Trọng Phúc bị tai nạn phải nhập viện khẩn cấp. Tối ngày 21 tháng 1, nghệ sĩ Tấn Bèo thông báo trên trang cá nhân của mình cho biết nghệ sĩ Tú Trọng Phúc bị tai nạn khá nghiêm trọng. Nam nghệ sĩ cải lương bị gãy xương má, xương bả vai, phải nhập viện khẩn cấp ngay trong đêm. Nguyên nhân ban đầu được Tấn Bèo tiết lộ là do người bị say đâm phải. Hiện Trọng Phúc đang được chữa trị tại bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh do vết thương ở má và bả vai của nghệ sĩ Trọng Phúc còn bị sưng nên bác sĩ chưa thể phẫu thuật. Dưới bài đăng, hàng loạt nghệ sĩ Việt vô cùng hốt hoảng khi biết tin nam nghệ sĩ bị tai nạn. Theo đó, Hồng Vân Minh Nhí, Hàng Thái Tú đã rất đau xót và không quên gửi lời động viên đến Trọng Phúc mau chóng khỏe lại. Nghệ sĩ Trọng Phúc sinh năm 1972 tại Đồng Tháp. Trước khi đến với Cải Lương, anh là ca sĩ chuyên hát nhạc dân ca. Nam nghệ sĩ được khán giả nhớ tới bởi giọng ca mùi và phong cách biểu diễn sâu lắng. Từ năm 1997, sau cơ duyên đóng thế cho nghệ sĩ Minh Vương trong một chuyến lưu diễn ở nước ngoài, anh đã chuyển hướng theo Cải Lương. Sau này anh được nhiều nghệ sĩ Cải Lương gạo cội dìu dắt.